À, các bạn thân mến, nhà mình có một cái cây mai thì cái quanh gốc của nó thì các bạn thấy nó khoảng gần 70 phân, 69 phân. 69 phân. Rồi đây là cái quanh gốc của nó. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái thân của nó nha. Rất là đẹp nè, cái cành nè. Cành rất là đẹp. Đó, cành rất là đẹp các bạn. Cành rất là đẹp. Cái này mà nếu mà mua về, một đó là cưa cành, hai đó là mình để như vậy luôn, mình dưỡng nó cực kỳ ok. Mình chưa có tỉa cành tỉa lá, mình định tỉa mà chưa tỉa. Thì cây này có chiều rộng của nó, để mình đo thử coi mấy mét nha. Cái tán cây mà mình đo thử đường kính từ bên này qua bên kia thì nó là cái đường kính một góc có là trung bình của nó, là mình không đo hết đó, là 7 mét các bạn nha. 7 mét rồi. Đây, cây mai rất là đẹp các bạn thấy không? Gốc cành rất là đẹp, cái tán của nó rộng là cả gần 10 mét, rất là rộng. Đây, đọt nó, cái đọt của nó lên nó chót vót một cái đọt giữa, mình chặt cái đọt đi cho tròn cây cho nó đẹp. Cái tán của nó khoảng gần 10 mét các bạn. Đây là mai rừng các bạn nha. Giống mai rừng. Rất là sum xê. Cây mai này mình trồng nó vào năm 2000 các bạn. Trồng nó vào năm 2000. Nếu mà bạn nào mà muốn mua á, muốn lấy cây mai này thì mình sẽ để lại cho, mình sẽ để lại cho các bạn. Và cái giá nó mình sẽ ghi trên tiêu đề các bạn nha. À, số điện thoại thì ở trong cái phần mô tả video. Và các bạn, nếu mà các bạn thấy số điện thoại thì hãy vào đó là kết bạn Zalo với mình nha. Bạn Zalo thôi. Có nhiều khi máy mình cái số đó điện thoại đó chủ yếu mình dùng Zalo, thành ra mình ít khi nào mình mở lên lắm. Đó. Mình vào phần mô tả video sẽ thấy số điện thoại, và số điện thoại đó là dùng Zalo. Thì các bạn hãy kết bạn Zalo và nói chuyện với mình nha các bạn nha. Cây mai này thì có chiều cao để mình đo thử. Rồi, cái chiều cao mà của cây mai này chắc phải rơi vào tầm khoảng 4 mét các bạn nha. Không dưới 4 mét. Không dưới 4 mét đâu các bạn. Rất là đẹp. Thấy không? Tuyệt đẹp. Vòng thân nó thì hồi nãy mình đo bao nhiêu ta? 70 mấy phân à. Đó, thì cái giá với lại cái số điện thoại thì mình để trong phần mô tả video nha. Được giá đó thì mình bán. Cái này mà đây, cái đất này rất là dễ bứng, đất đỏ này các bạn.
rất là dễ bứng. Bạn bứng về là chơi là phải nói tuyệt vời luôn. Bứng đi để mình cho cây nhỏ nó lên, cây nhỏ bên kia. Mai này là mai rừng năm cánh. Đây là cái lá nè. Lá mai lá nhỏ. Đó. Hiện tại rất là sung. Rồi nếu các bạn nào mà mua thì alo cho mình nha. Quên. Kết bạn Zalo và nói chuyện mình qua Zalo các bạn nha. Nhắn tin đi. Tại có nhiều khi mình đâu có mở Zalo thường xuyên đâu. Đâu phải lúc nào cũng mở mạng thường xuyên đâu.